Hello, chào mừng các bạn đến với Highlight Game House, cộng đồng GameFi lớn nhất Việt Nam. Video ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sàn giao dịch SuperRex và chương trình đăng ký tài khoản mới nhận được một phần thưởng lên đến 20 đô, tương đương với lại 5 đồng ET. Thì cái chương trình này có hạn nha các anh em, cho nên là đăng ký càng sớm thì càng tốt. Ok, và video ngày hôm nay mình sẽ bao gồm các cái nội dung là giới thiệu SCS Chain, chương trình 200 triệu token TSCS sẽ được phân phối dành cho người dùng trải nghiệm, và cuối cùng là hướng dẫn cho các anh em đăng ký sàn SuperRex nha. Ok, hãy xem hết video này của mình nhé. Thì đầu tiên là nền tảng SCS Chain mở đầu với câu slogan, đó chính là tương lai của DApp và công nghệ blockchain. Thì SCS Chain là một chuỗi công nghệ sinh thái thông minh được phát triển dựa trên SRC20. Nó có ưu điểm là tốc độ cao, hiệu quả cao, chi phí thấp và khả năng mở rộng. Nó duy trì khả năng tương thích cao với máy ảo Ethereum và các hợp đồng thông minh hiện có như là hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung. Ở đây, những cái con số tiêu biểu: 5.000 chính là 5.000 giao dịch mỗi giây, 3 chính là 3 giây đã hoàn thành trình tạo khối giao dịch, và 1 là phí giao dịch của nó sẽ dưới 1%. Và SCS cũng tổ chức các buổi workshop để giúp cho người dùng có thể nâng cao kiến thức về blockchain. Và ở đây các tính năng nổi bật của SCS Chain, đầu tiên là DApp. Về cốt lõi, SCS Chain là một công nghệ số cái phân tán cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng phi tập trung trên mạng toàn cầu của mình. Điều này có nghĩa là SCS Chain không chỉ là một loại tiền điện tử, nó là một nền tảng toàn diện cho phép người dùng tạo tài sản kỹ thuật số, hợp đồng thông minh và các tổ chức tự trị phi tập trung của riêng họ một cách dễ dàng. Thứ hai là khả năng mở rộng. Với các giao thức Casper và Sharding tiên tiến nhất, SCS Chain có thể xử lý số lượng giao dịch mỗi giây vô song mà không mất đi tính bảo mật hoặc là phân cấp. Điều này khiến nó trở thành nền tảng hoàn hảo cho các ứng dụng có khối lượng lớn, cường độ cao như là trò chơi trực tuyến, mạng xã hội và thương mại điện tử. Thứ ba là phân quyền. Không giống như các hệ thống tập trung truyền thống, SCS Chain hoạt động hoàn toàn trên một mạng lưới các nút phi tập trung được điều hành bởi những người tham gia độc lập, đảm bảo rằng một thực thể đơn lẻ nào có thể kiểm soát được hoặc là thao túng hệ thống vì lợi ích của riêng họ. Tiếp đến là chương trình Airdrop 200 triệu token. Giá dự kiến của một token sẽ là 1 đô và điều kiện là chúng ta sẽ phải tham gia cái kênh Twitter của cái nền tảng, và đồng TSCS này sẽ được sử dụng làm phí vận hành và phí gas cho các cái dự án của bên thứ ba hoạt động trên hệ sinh thái của SCS Testnet trước khi ra mắt chính thức. Và cái airdrop này sẽ kéo dài từ ngày 12 tháng 6 cho đến khi phát hết 200 triệu token. Thì đấy, nhận được token, chúng ta có hai cách. Một là mua bán nội bộ với là người dùng ở trên sàn SuperRex. Hoặc là hai, chúng ta tham gia vào các cái tương tác kinh doanh của SuperRex để nhận được token. Và để nhận được airdrop, chúng ta tham gia vào nhóm Discord nha các anh em. Tiếp đến là cách nhận TSCS token miễn phí sẽ có 4 cánh. Thứ nhất là chúng ta sẽ mua ET ở trên nền tảng và nắm giữ nó. Thứ hai là chúng ta tham gia giao dịch hợp đồng ở trên cái nền tảng. Thứ ba là chúng ta sẽ chia sẻ mã mời, liên kết độc quyền của các bạn và những cái người mà đăng ký ở trên sàn SuperRex để chúng ta nạp tiền vào. Và thứ tư là chúng ta tham gia vào chiến dịch 1 đô của trên nền tảng. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản ở trên sàn SuperRex để nhận được 5 đồng ET, tương đương với lại 20 đô nha các anh em. Thì đầu tiên chúng ta bấm vào cái đường link đăng ký mình để dưới phần mô tả. Chúng ta có thể đăng ký bằng email hoặc là số điện thoại, nhưng mình sẽ hướng dẫn cho các anh em đăng ký bằng email. Thì sau khi mà chúng ta điền email và mật khẩu xong, chúng ta bấm vào nút đăng ký, nó sẽ gửi cái mã email để chúng ta kích hoạt tài khoản. Như vậy là mình đã đăng ký tài khoản thành công. Chúng ta vào cái mục ví để chúng ta kiểm tra tiền nha. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chương trình mở box, cách mà để chúng ta tham gia. Thì đầu tiên chúng ta phải mời bạn bè đăng ký. Thì với một người đăng ký thành công, chỉ cần nạp lên sàn 200 đô, không yêu cầu phát sinh giao dịch, thì mình sẽ nhận được một lần mở box, và cả người mời và người được mời đều nhận được một lượt mở box. Thứ hai là nếu như các bạn muốn nhận thêm được spot, thì chúng ta phải đạt được cái khối lượng giao dịch là 1.000 đô, thì chúng ta sẽ nhận được thêm một box. Và thứ ba là chúng ta phải tham gia giao dịch future với cái khối lượng là 10.000 đô, là chúng ta có thể nhận được thêm một box nữa. Và tất cả các cái phần thưởng nó sẽ lên đến 2.000 đô hoặc là 2.000 ET nha các anh em. Tiếp đến, mọi người có thể tham gia cái sự kiện 1 đô. Thì ở đây có rất là nhiều mục để chúng ta tham gia. Chúng ta có thể mua tiền điện tử hoặc là iPhone. Các bạn chuẩn bị tối thiểu là 0.1 đô. Và tham gia sự kiện này, chúng ta đều có thể nhận được TSCS nha các anh em.
Ok, mình như vậy là mình đã chia sẻ cho tất cả mọi người các cái thông tin về sàn SuperX và tất cả các cái đường link mình đều để dưới phần mô tả của video. Thì nếu như các bạn xem cái video này của mình thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để cho mình có thêm động lực tạo ra những video hấp dẫn tiếp theo. Chúc tất cả các anh em thành công.